Ngọc Anh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Hà Nội. Trong video này em sẽ quay và gửi tới cho quý vị dự án rất là mới. Cụ thể vị trí của nó là thuộc Quốc Oai, Đại Thành. Với vị trí căn nhà này thì giáp với lại địa phận Hoài Đức, giáp với khu đô thị Đô Nghĩa, giao thông đi lại rất là thuận tiện, diện tích rộng, đường ngõ, đây là đường ô tô và kia là căn nhà. Mời theo em vào cụ thể khám phá căn nhà với 40m2, hướng nhà là hướng Tây Bắc, thiết kế như thế nào với một ngôi nhà 3 tầng, liệu có đầy đủ công năng sử dụng cho một hộ gia đình hay không. Và giá bán rất là rẻ nha mọi người, giá bán cả nhà và cả đất. Căn nhà 3 tầng này giá chỉ có 1 tỷ 960 triệu đồng thôi. Một diện tích 40m, đầy đủ sổ đỏ chuẩn chỉnh, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Đây là căn nhà. Ở đây có 3 căn, 2 căn mặt ngoài, 3 căn mặt trong thì 2 căn mặt ngoài đã bán. Chỉ còn 3 căn mặt trong này, đường ngõ thực tế ở phía bên trong này mọi người nhá. Đó thì được 2,5m. Đây là gạch 50-50, 5 hàng, 5-5-25, 2,5m, gần với lại đường ô tô đi lại. Xung quanh ngập tràn tiện ích, gần với lại trường đại học Phenica, gần với lại ngã tư Lê Trọng Tấn Hà Đông. Xung quanh trường mầm non tiểu học cấp 1, cấp 2 cho quý vị đầy đủ. Thiết kế phần cửa chính của ngôi nhà, hai lớp, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Với cái phần tầng 1 thiết kế phòng khách, phòng bếp. Đây. Ngoài cái phần cửa chính thì ở đây với cái phần mặt tiền rộng cho nên là ngôi nhà này chủ nhà có thiết kế thêm cho mình một chiếc cửa sổ ở đây nữa mọi người ạ. Phần hoàn thiện cơ bản là đã xong hết rồi. Theo như hiện trạng ngôi nhà này, quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Gạch lát nền, kích thước gạch 60-60, vân đá. Sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng. Phần tầng 1, tầng 2 đều được thiết kế hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Hồ sơ điện riêng, nước riêng. Căn nhà này theo đúng như hiện trạng, quý vị xách vali về và ở thôi. Và với cái căn nhà này, quý vị có thể vay tối đa được khoảng tầm 1 tỷ đồng tiền ngân hàng. Còn lại thì quý vị chuẩn bị trước cái phần tiền mặt cho Ngọc Ánh nhá. Đấy là phần vay tối đa với những cái ngân hàng ưu đãi nhất và được vay dài hạn nhất là 35 năm, ngắn nhất là 3 năm mọi người ạ. 1 tỷ 960 triệu đồng cho một căn nhà 3 tầng 40m2. Đây là không gian phòng bếp. Với không gian phòng bếp của ngôi nhà đều đã được hoàn thiện xong hết rồi. Tủ bếp thiết kế ở đây là tủ gỗ Meret chống cong vênh, với cái phần xung quanh bếp là ốp kính ốp bếp, mặt bếp ốp đá granite, và với cái phụ kiện bếp thì đều đã được lắp đặt cho quý vị đầy đủ. Quan trọng nhất, như tất cả các video Ngọc Ánh đã quay và chia sẻ cho quý vị, 100% em bán đều là sổ đỏ chuẩn chỉnh, pháp lý chuẩn chỉnh, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Tất nhiên pháp lý phải chuẩn chỉnh thì ngân hàng mới hỗ trợ cho vay, đúng không mọi người? Cho nên là cái video nào mọi người cũng nghe thấy Ngọc Ánh chia sẻ là có hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên tới 70-80% giá trị của ngôi nhà đấy ạ. Đó, và căn nhà này cũng vậy, thiết kế khá là hợp lý, không gian phòng bếp, phòng khách rộng rãi, thoải mái. Tầng 1 thiết kế thêm một phòng vệ sinh. Đây, sử dụng ở phía dưới tầng 1 đầy đủ hệ thống bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng. Lên trên 3 tầng sử dụng của ngôi nhà. Từ vị trí ngôi nhà này thì ra tới trường đại học Phenica, rồi bến xe Yên Nghĩa, ngã tư Lê Trọng Tấn, Hà Đông, nó rơi phạm vi khoảng tầm 4 km quay đầu thôi quý vị nhé. Nói chung là với cái vị trí vùng ven thì ở đây căn nhà này với cái diện tích rộng, giá như thế này là khá là hợp lý. Mời người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Với một ngôi nhà 40m2 này thì tầng 2, tầng 3 thiết kế mỗi một tầng gồm 2 phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau. Đây, phần phòng ngủ phía bên trong của ngôi nhà. Đó. Với cái phần tầng 2 này cũng được thiết kế đầy đủ cho mình hệ thống trần thạch cao. Phần ở dưới chân Ngọc Ánh đang đứng đó là gạch lát nền, vân gỗ. Tất cả các phòng ngủ đều thiết kế như thế. Cửa thông phòng thiết kế là cửa nhựa composite mọi người ạ. Rất là nhẹ, siêu nhẹ, tuy nhiên cái độ bền của nó khá là tốt. Cách âm chống ồn hợp lý. Đây là cái phần phòng ngủ hướng ra phía bên mặt ngõ. Với cái vị trí căn nhà này thì còn khá là thoáng, tuy nhiên xung quanh dân cư cũng rất là đông đúc, đầy đủ những cái tiện ích dân sinh, chợ trường, phường trạm cho quý vị. Quý vị nếu như mà mua căn nhà này
thì đi làm ở Hà Đông cũng hợp lý, đi làm ở Quốc Oai cũng hợp lý, đi làm ở Hoài Đức cũng hợp lý, hoặc quý vị có thể về phần Chương Mỹ cũng hợp lý, bởi vì từ cái vị trí Đại Thành này mà đi xuống tới cái khu vực trường Đại học Thể dục Thể thao cũng khá là gần mọi người ạ. Đó. Phòng nào cũng được trang bị đầy đủ, cửa sổ thông thoáng, hai lớp, ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa đầy đủ. Căn nhà này quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Cửa đây. Và với tầng 2 thiết kế cho mình một phòng vệ sinh để sử dụng cho tầng 2, phòng vệ sinh ở giữa, cầu thang giữa. Với tầng 2 thiết kế cho mình đầy đủ hệ thống sen tắm nóng lạnh, bồn cầu liền khối, lavabo. Đáp ứng công năng sử dụng cho một hộ gia đình mọi người ạ. Và mời theo em lên phía tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Đây là phần tầng 3 của ngôi nhà. Bước lên trên phía tầng 3, phần cầu thang ở đây là thiết kế cho mình có một cái ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang, hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 3, thiết kế là gỗ. Và trên tầng 3 cũng là tầng cuối cùng của ngôi nhà thì thiết kế như thế nào ạ? Thiết kế cho mình ở tầng 3 này là thêm một phòng ngủ nữa. Đây. Rất là rộng, ánh sáng tự nhiên. Căn nhà này hướng nhà là hướng Tây Bắc quý vị nhé. Giá bán 1 tỷ 960 triệu đồng. Phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 3. Đây là phần phòng thờ của ngôi nhà. Nói chung quý vị, cái này thì tùy công năng sử dụng. Tuy nhiên với một cái căn nhà 40m, tầng 2, tầng 3 thiết kế các phòng như thế này cũng tương đối phù hợp cho một hộ gia đình sử dụng. Và đây là phần cuối cùng, phần sân phơi. Đây, sân phơi của ngôi nhà nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý, đáp ứng đúng cái nhu cầu sử dụng. Đây là cái phần để máy giặt, đây là sân phơi. Giá bán 1 tỷ 960 triệu đồng cho một ngôi nhà 40m thiết kế 3 tầng hợp lý. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về cái ngôi nhà này thì vui lòng liên hệ trực tiếp với Nha Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. 0983013403 hóa 0888 041 444. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.